shit regardless. Hãy chuyển sang ly sấu đá. Bước 1, tạo điểm nhấn cho ly sấu đá. Ở đây tôi sử dụng ly thủy tinh có định lượng là 350ml. Cốc có độ uốn và tôi đã tìm ra được sự trang trí đẹp nhất cho cốc này. Bước 1 chính là điểm nhấn cho cái ly này. Đầu tiên tôi sử dụng đường hạt vàng. Đường hạt vàng nó sẽ có nhiều vị mía hơn là đường trắng. Tôi giảm ít ra đĩa. Tiếp đến sử dụng lát chanh trà vào miệng ly. Và lưu ý chúng ta trà 1/2 miệng ly mà thôi. Chấm vào đường. Nếu gặp trường hợp như này, đó chính là mình đã trà lát chanh chưa đủ độ tiếp xúc, chưa có đủ nước cốt chanh để bừa đường bám lại. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta hãy bôi lại một lần nữa kỹ hơn. Lưu ý. Vậy là chúng ta đã có điểm nhấn của cốc sấu đá. Tạo vị 30ml nước cốt sấu. Năm ml chanh tươi. Mười ml đường. Tổng nguyên liệu là 45. Rót vào cốc. Hoàn thành bước 2, tạo vị. Bước 3, làm đầy cốc. Để làm đầy cốc sấu đá, chúng ta sử dụng 150ml nước lọc. Thêm 2 viên đá. Khuấy lên. Hoàn thành bước làm đầy cốc. Bước 4, trang trí. Bước 4, trang trí cho ly sấu đá này. Hãy bắt đầu với bước phủ đá bào lên mặt cốc. Tiếp đến, gắp 3 quả sấu lên mặt cốc.
Chúng ta đã hoàn thành xong ly sầu đá. Công thức sấu đá: sấu quả 4 quả, nước sấu 30 ml, cốt chanh tươi 5 ml, đường 10 ml, nước lọc 100 ml, đá viên 2 viên, đường vàng 1 gam. Để làm ra một ly nước sấu có hương vị đậm đà quen thuộc với dáng vẻ thu hút như thế này, chúng ta sẽ bỏ ra chi phí bao nhiêu? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Cách làm sấu đá: bước 1, điểm nhấn, lấy nửa quả chanh quét vào 1/2 miệng ly, chấm miệng ly xuống đường vàng. Bước 2, tạo vị, rót nước cốt sấu, cốt chanh tươi và đường vào cốc. Bước 3, làm đầy cốc, rót 100 ml nước lọc, cho 2 viên đá, khuấy đều. Bước 4, trang trí, giải đá bào lên trên mặt cốc, gắp 3 quả sấu cho lên mặt cốc. Chúc mừng bạn đã biết làm ra một ly nước sấu bất kỳ lúc nào. Ý kiến của bạn là vô cùng quan trọng với mình, nên nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy bình luận xuống phía dưới để chúng mình có thể hiểu bạn hơn. Tạm biệt, và mình sẽ có một ly đồ uống khác bắt mắt hơn dành cho bạn ở video tiếp theo.